tại sao Cổ Thiên Lạc giờ đây trở thành ông hoàng phim rác? Cổ Thiên Lạc có 5 bộ phim được công chiếu trong năm 2021, tuy nhiên doanh thu không cao, chất lượng tác phẩm cũng bị đánh giá thấp. Theo 163, Cổ Thiên Lạc từ khi bắt đầu sự nghiệp đã quay 160 tác phẩm điện ảnh. Tuy nhiên, tổng doanh thu phòng vé của nam diễn viên chưa đạt 10 tỷ NDT. Đặc biệt, trong năm 2021, Cổ Thiên Lạc có nhiều phim công chiếu nhưng thất bại liên tục. Cổ Thiên Lạc mất trắng năm 2021. Theo thống kê từ trang bán vé Maoin, phim có doanh thu khả quan nhất của Cổ Thiên Lạc năm nay là Đế Quốc Kim Tiền, Truy Hổ Cầm Long với 40,6 triệu USD. Bộ phim Chân Tam Quốc Vô Song có kinh phí sản xuất lên đến 40 triệu USD, nhưng lại chỉ thu về 3,31 triệu USD. Một tác phẩm khác do Cổ Thiên Lạc đứng ra kêu gọi sản xuất là Luôn Có Tình Yêu Ở Khu Cách Ly chỉ thu về 64.000 USD. Trong khi đó, bộ phim dùng để vinh danh Thiên Hậu Mai Diễm Phương có tên Anita cũng không có doanh thu khả quan. Từ khi ra mắt chưa có ngày nào đứng đầu phòng vé tại Hồng Kông. Cổ Thiên Lạc còn có phim The Storm 5 sẽ ra mắt vào ngày 24 tháng 12 là hy vọng cuối cùng trong năm 2021. Bên cạnh doanh thu không như kỳ vọng, điểm chất lượng của các phim trên đao bình cũng thấp như Chân Tam Quốc Vô Song chỉ đạt 3,9 trên 10 điểm dù quy tụ dàn diễn viên hàng đầu như Cổ Thiên Lạc, Hàn Canh, Vương Khải, Dương Hữu Ninh, Cổ Lực Na Trác. Luôn Có Tình Yêu Ở Khu Cách Ly bị chê vì kịch bản kém thu hút chỉ đạt 4,2 điểm. Đế Quốc Kim Tiền, Truy Hổ Cầm Long đạt mức trung bình 5,1 điểm, song là thấp so với quy mô sản xuất. Hơn nữa, thể loại xã hội đang là điểm mạnh của điện ảnh Hồng Kông. Trước năm 2021, Cổ Thiên Lạc có tổng doanh thu phòng vé là 9,2 tỷ NDT. Giới chuyên môn cho rằng với việc công chiếu ít nhất 5 tác phẩm trong năm, Cổ Thiên Lạc sẽ nhanh chóng bước vào đội ngũ ông hoàng phòng vé với doanh thu 10 tỷ NDT. Song không ngờ các phim ra mắt đều thất bại. Quy Quy bình luận Cổ Thiên Lạc được coi là một trong những trụ cột cuối cùng của điện ảnh Hồng Kông, người nắm giữ vai trò chủ tịch Hiệp hội Biểu diễn xứ Hương Cảng, người gánh vác sự đi lên của giới phim ảnh Hồng Kông. Do đó, sự thất bại của anh không chỉ thuộc về bản thân, mà còn phản ánh sự đi xuống của nền điện ảnh từng vang bóng một thời. Trong khoảng 2 năm trở lại đây, sức hút của Cổ Thiên Lạc tại phòng vé đã giảm dần. Tài tử 51 tuổi vẫn miệt mài cống hiến cho điện ảnh Hồng Kông, nhưng kết quả lại thất bại thảm hại. Cổ Thiên Lạc có thể mất trắng trong canh bạc vực dậy điện ảnh Hồng Kông và thất thủ tiền bạc của chính mình. China News nhận định, Cổ Thiên Lạc bị gọi là ông hoàng phim rác. Theo 163, Cổ Thiên Lạc cũng được đánh giá là diễn viên có khả năng diễn xuất. Tuy nhiên, xuất hiện trong hàng trăm bộ phim khiến anh trở nên quen mặt với khán giả. Dù các vai diễn khác nhau, song việc liên tục gặp Cổ Thiên Lạc tại rạp chiếu cũng khiến khán giả cảm thấy dần không còn hứng thú với cái tên của anh. Gương mặt Cổ Thiên Lạc đã vốn quen với khán giả, việc anh tham gia hàng loạt phim về xã hội đen, phòng chống ma túy khiến nhiều người không phân biệt được anh đang đóng nhân vật nào, tác phẩm nào. Quy Quy nhận xét vài năm trở lại đây, chỉ có Tạo Độc hay là Cổ Thiên Lạc đóng nhân vật phản diện, còn ở những dự án khác, tạo hình nhân vật không có sự khác biệt. Một năm nhìn thấy Cổ Thiên Lạc 4 lần giống nhau trên màn ảnh, có ai mà không ngán, Quy Quy viết. Nguồn tin này cũng đưa ra thống kê từ năm 2016 đến năm 2019. Cổ Thiên Lạc đóng tới 23 bộ phim truyền hình, nhưng số dự án chất lượng trong đó không nhiều. Do đó, anh bị coi là ông hoàng phim rác. Danh xưng này không phải chê trách Cổ Thiên Lạc đóng dở mà bởi những tác phẩm có chất lượng kém của anh nhiều gấp vài lần so với các tài tử khác. Trong điện ảnh, việc chạy theo số lượng phim, đóng nhiều thay vì tìm ra những kịch bản chất lượng, tạo những vai diễn có sự đột phá, luôn đem lại phản ứng tiêu cực. Bên cạnh đó, Cổ Thiên Lạc cũng bị cho là ăn theo từ phim thành công như The White Storm đã sản xuất 3 phần, The Storm sản xuất tới 5 phần. Bộ phim Tầm Tần Ký sản xuất năm 2001 đạt thành công vang dội thì sau đó 20 năm, Cổ Thiên Lạc cũng làm lại với câu chuyện tiếp nối. Các phần phim ăn theo thường không được đánh giá cao như các dự án trước. Ngoài ra, việc phim nào cũng gắn tên tài tử làm ngòi nổ phòng vé cũng tạo rủi ro lớn cho danh tiếng Cổ Thiên Lạc. Phim thất bại, người chịu trách nhiệm cho việc này, không ai khác chính là Sao Nam. Cổ Thiên Lạc là diễn viên giỏi, nhưng anh đang cho thấy áp lực và ôm đồm quá nhiều trọng trách trên cương vị dẫn dắt cả nền điện ảnh Hồng Kông. Sẽ rất khó để nam diễn viên tìm lại cái chất của bản thân nếu phim ra rạp liên tiếp thất bại. Cổ Thiên Lạc đang đánh cược với chính mình, Tu Tiao nhận xét. Gánh nặng của Cổ Thiên Lạc. Tại Liên hoan phim Hồng Kông diễn ra hồi tháng 3, công ty thiên hạ nhất của Cổ Thiên Lạc công bố 12 dự án mới. Trong đó, Cổ Thiên Lạc tham gia nhiều tác phẩm như Cổ Máy Thời Gian Tên Khác Tầm Tần Ký, Chân Tam Quốc Vô Song, Trên Đường Đến Bệnh Viện, Minh Nhật Chi Chiến, Luôn Có Tình Yêu Trong Cách Ly, The Storm, Đội Chống Tham Nhũng 5, Phong Lâm Hỏa Sơn. Các tác phẩm có đề tài đa dạng từ cổ trang kiếm hiệp, phim chống dịch, phim tội phạm đến huyền tưởng. Cổ Thiên Lạc cũng thể hiện đủ dạng vai từ chính diện đến phản diện, thậm chí cả vai phụ. Theo HK01, nhiều năm qua, Cổ Thiên Lạc vẫn là cái tên thu hút của điện ảnh Hồng Kông.
Do đó, nam diễn viên không chỉ miệt mài sản xuất phim do mình đóng chính, anh còn tham gia với tư cách vai phụ, khách mời trong nhiều bộ phim để thu hút sự chú ý của truyền thông. Trang HK01 đánh giá điện ảnh Hồng Kông may mắn có một người như Cổ Thiên Lạc. Cổ Thiên Lạc luôn một lòng một dạ với phim Hồng Kông. Nếu không có cậu ấy sẵn sàng mạo hiểm, rất nhiều đạo diễn đặc biệt là người trẻ sẽ khó có cơ hội làm phim, đạo diễn Lâm Đức Lộc của series phim Phong Bảo nói. QQ bình luận nam diễn viên đang dùng hết tài năng, công sức và tiền bạc của mình để tạo việc làm cho các nghệ sĩ, đồng thời vực dậy nền điện ảnh xứ Hương Cảng. Sina đánh giá giới giải trí Hồng Kông hiện nay thiếu vắng những ông vua phòng vé, những nhân vật có thể bảo chứng chất lượng phim, lôi kéo khán giả ra rạp. Nói về diễn viên chính, chỉ có Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành và Cổ Thiên Lạc đáp ứng yêu cầu này. Thực tế cho thấy Cổ Thiên Lạc cũng đóng cặp nhiều lần với những cái tên như Trương Chí Lâm, Ngô Trấn Vũ, Lưu Thanh Vân, Quách Phú Thành, Lương Gia Huy, Châu Nhuận Phát. Những tài tử này có sự nghiệp thành công, khối lượng tác phẩm đồ sộ, song khi đi qua thời kỳ đỉnh cao, họ liên tục hợp tác với nhau, tạo nên dàn diễn viên già nua cho các dự án điện ảnh. Trang 163 nhận định đối với những người làm điện ảnh, tấm lòng của Cổ Thiên Lạc là đáng quý. Song, với con mắt của khán giả, nam diễn viên đang lấy số lượng bù chất lượng, đánh mất đi cái chất của mình.